Không đẩy sai nha, không ôm, không ôm. Người ý là dồn lưng chung người xuống chắc mông vào nhiều cả đấy, giữ chắc vị trí mông vào, mông vào hít sâu thở mạnh, hít thở bóp cò nào, giữ chắc mông là như thế, tay đừng tay để bè sang ngang, đừng để trước ngực, để trước ngực nó rất hay bị dồn lực lại, để bè sang ngang. Đúng là người đã vào vòng chung kết đâu, em mới vào bán kết thôi, vào vòng có huy chương thôi. Cố tình tư vấn sai để đối thủ yếu vào thì mình được đúng rồi. Chiều đấy thầm nho lắm. Chẳng đỡ. Lòng đặt đây. Anh Trang ấy khỏe sao? Trang ơi, ngã đi, có anh đỡ rồi. Hai người sẵn sàng. Bắt đầu. Ngã đằng sau, ngã đằng trước. Chờ người ta là thua ấy, nhắc lại. Anh ra đằng sau bên này này. Đấy, mời anh. Không, đây bị trắng rồi. Đứng đằng sau. Em có thể vào giữa. Giữa gì kẹp. Kẹp được đấy. Sắp được rồi. Trời ơi. Trời ơi. Đẩy lên em nữa. Nào, mạnh lên em ơi, đẩy mạnh cái. Đẩy mạnh lên nữa em ơi. Mạnh nữa. Em thử ngồi sẵn đây này. Nằm sẵn đây luôn đợi này. Ngửa mặt ra đây này. Giải chiếu rồi đây. Miệng trời khó đấy nhỉ. Thả miệng sẵn cũng được. Kiểu cái đấy quay cảm giác là hai đầu tay dừng lại nó vẫn chưa quay cảm giác khó, mình phải cầu ơn đi nữa, đi nhá, chặn người thua rồi, ai đổi ra đi, dừng lại một cái nữa, ai nhận được thua, la vào thua thử cái kia mà như này đấy, ui được mà kiểu khúc cầm gì, ta cũng để nó đảo vậy, thế đi chẳng là thua nhá, cái gì lòng đỡ là lòng thế anh đang sợ đau đầu lắm. Chơi, anh ngã rất đau đầu lắm. Đấy, đấy, cứ đi không mua cái nữa. Không biết lại đi theo tiếng gọi. Cứ ẩn mạnh nữa. Mạnh lên, mạnh lên. Chốt luôn phát đấy. Chốt đi. Ôi vai. Đầu qua luôn này, khó thế. Nha, trời thì luôn. Đây rồi, không đi. Hôn chị một cái. Kết của Nam. Luôn đi. Nè, kết của Nam nào. Nam, chúng ta này không chưa xong đâu. Luôn nha.